Về các thể lâm sàng của chứng hình cấp thì nó phụ thuộc vào tình trạng huyết khối. Nếu mà huyết khối tắc hoàn toàn, thành mạch thì gây một tình trạng là nhồi máu cơ tim có ST trình lên. Còn nếu trường hợp chỉ mạng sơ vỡ nứt vỡ ra thôi và huyết khối lấp một phần thành mạch thì gây ra hai bệnh cảnh lâm sàng, đó là đau thắt ngực không ổn định hoặc là nhồi máu cơ tim có ST trình lên. Và chúng ta phân biệt được như nào thì hoàn toàn dựa vào vấn đề về dấu ấn sinh học men tim. Và khi tiếp cận bệnh nhân thì chúng ta cần khai thác cái triệu chứng cơ năng của nhồi máu cơ tim. Thì đầu tiên là bệnh nhân xuất hiện ở cơn đau thắt ngực điển hình, thường kéo dài trên 20 phút và diễn biến thành đỉnh điểm là cơn đau ngực có thể bóp nghẹt. Và một số trường hợp khác thì bệnh nhân ít đau hơn sau mổ, như trường hợp bệnh nhân sau mổ, bệnh nhân người già, bệnh nhân tiểu đường hoặc bệnh nhân tăng huyết áp. Nhồi máu cơ tim cấp thì sao? Thì nói chung là ít có giá trị. Và những xác định quan trọng giúp chẩn đoán phân biệt lại bệnh khác và phát hiện các biến chứng và tiên lượng bệnh và theo dõi bệnh. Ví dụ như chúng ta có thể nghe thấy tiếng thổi ở tim để ta phát hiện những biến chứng cơ học, ví dụ như là thủng vách liên thất hoặc là bệnh nhân có hở hai lá cấp dẫn đứt dây chẳng. Và chúng ta nghe tim, nghe phổi để phát hiện là bệnh nhân có gian hay không, và từ đó chúng ta có thể phân loại mức độ suy tim theo kilip. Và sau một vài ngày chúng ta có thể nghe một tiếng cọ màng tim gặp trong bệnh cảnh hở chứng Dressler. Và điều quan trọng nhất để xác định nhồi máu cơ tim đó là hình ảnh điện tâm đồ. Và tất cả các tuyến cơ sở chúng ta hiện nay có điện tâm đồ, chúng ta có thể chẩn đoán ngay được, chẩn đoán sớm được trường hợp nhồi máu cơ tim, đặc biệt nhồi máu cơ tim ST trình lên. Thì dấu hiệu nào của điện tâm đồ chúng ta phát hiện được? Thứ nhất, ST trình lên 1 mm ở ít nhất 2 trong số các miền chuyển đạo ở vùng D2, D3, AVF và từ V1 đến V6. Và chúng ta lưu ý rằng ở V2, V3 thì ST phải trình lên trên 2 mm đối với nam và trên 1,5 mm đối với nữ, hoặc là trình ở các vùng chuyển đạo như D1, AVL. Hoặc là các bạn có thể gặp trường hợp xuất hiện sóng quy mới tiếp theo sự trình lên của ST, và sóng quy mới đấy có giá trị nếu rộng trên 30% giây và sâu trên 2 mm ở 2 trong các số mùn chuyển đạo nói trên. Còn nếu dấu hiệu của nhồi máu cơ tim ST trình lên thì chúng ta có thể gặp là ST trình xuống đi ngang dưới 0,5 mm ở 2 trong số các miền chuyển đạo, và hoặc có sóng T đảo ngược trên 1 mm ở 2 trong số các miền chuyển đạo với sóng R chiếm ưu thế, hoặc chúng ta thấy dấu hiệu R trên S lớn hơn 1. Đây là những cái dấu hiệu mà chúng ta có gặp trong nhồi máu cơ tim cấp là chênh lên hoặc là không chênh. Và cần lưu ý rằng là điện tâm đồ biến đổi đó là dấu hiệu đặc hiệu của nhồi máu cơ tim, và cái biến đổi đó phụ thuộc vào theo thời gian. Và đây hình ảnh từ tình trạng A có thể không biến đổi, nhưng mà dấu hiệu sớm nhất của nhồi máu cơ tim tối cấp thì dấu hiệu sớm nhất đó là hiện sóng T dương đối xứng. Và khi chúng tôi đã gặp khá nhiều bệnh nhân đến rất sớm, ví dụ trong vòng 30 phút bệnh nhân đến chúng ta chưa xuất hiện sóng QST mà chỉ có sóng T và cao dương, thì các bạn cần lưu ý rằng đây là dấu hiệu rất sớm của nhồi máu cơ tim tối cấp. Và sau đó nó tiến triển đến ST chênh lên và diễn tiến đến có đầy đủ các dấu hiệu như là sóng Q, ST chênh lên, sóng T âm. Và theo thời gian thì dần dần ST đỡ chênh xuống và chúng ta chỉ còn một sóng Q hoại tử vậy. Và nếu bệnh nhân tái tưới máu tốt, thậm chí có trường hợp hồi phục gần nhân như hoàn toàn, còn một chút sóng Q hoại tử. Và khi chúng ta tiếp cận điện tâm đồ thì điện tâm đồ giúp chúng ta chẩn đoán được nhồi máu cơ tim, có góp phần chẩn đoán về định khu của nhồi máu cơ tim nữa. Và định khu thì chúng ta dựa vào các dấu hiệu nhồi máu cơ tim ở thành dưới thì ta gặp ở D2, D3, AVF. Thành bên thì ở D1, AVL và V4 và V6. Còn nhồi máu cơ tim trước vách là từ V1 đến V3. Trước bên là từ V1 đến V6. Còn nhồi máu cơ tim thất phải thì ngoài dấu hiệu nhồi máu cơ tim thành dưới thì các bạn làm thêm từ V3, V4, V5R. Còn nhồi máu cơ tim thành sau thì chúng ta thấy dấu hiệu là R trên S lớn hơn 1 ở V1 và V2. Và thay đổi sóng T ở V1, V8 và V9. Và đây là một số hình ảnh điện tâm đồ điển hình là trường hợp tắc động mạch liên thất trước, thì chúng ta thấy dấu hiệu gì? ST chênh lên ở từ V1 đến V6. Và nhồi máu cơ tim thành dưới thì điển hình là gì? Là tắc động mạch vành phải. Và dấu hiệu chúng ta thấy trực tiếp ở D2, D3, IVF, và chúng ta có thể thấy dấu hiệu gián tiếp ví dụ ở D1, AVL. Còn nhồi máu cơ tim trước bên, đây là trường hợp điển hình tắc động mạch mũ và động mạch mũ ưu năng, thì chúng ta thấy một dấu hiệu đầy đủ chênh lên ở D1, AVL và chênh lên ở V4, V5, V6. Và điều cần lưu ý rằng lúc chẩn đoán ban đầu thì chúng ta phải ghi điện tâm đồ càng sớm càng tốt. Tức là khi tiếp cận bệnh nhân trong vòng 10 phút chúng ta bắt buộc phải làm điện tâm đồ và có chẩn đoán ngay đối trường hợp nhồi máu cơ tim có ST chênh lên. Và cần lưu ý là trong trường hợp bệnh nhân cấy những máy pháo dung tự động, ví dụ như ICD hoặc là CRTD, thì chúng ta cần phải làm điện tâm đồ để cần xác định rõ ràng hơn. Và những trường hợp mà nghi ngờ, đặc biệt cái nhồi máu cơ tim thành dưới hoặc thành bên, khi chúng ta làm điện tâm đồ bình thường thì chúng ta làm thêm các điện tâm đồ từ V7 đến V9 để xác định rằng là bệnh nhân có tổn thương ở nhồi máu cơ tim thành sau thành bên không, là lúc ấy là nghi ngờ để dấu hiệu
tắc động mạch mũ. Còn trong trường hợp nhồi máu cơ tim thành dưới và ta nghi ngờ có nhồi máu cơ tim thất phải thì các bạn cần lưu ý làm thêm cái V3, V4R. Và cần lưu ý thêm một dấu hiệu nữa là những trường hợp không điển hình thì chúng ta xác định ra sao. Nếu bệnh nhân có block nhánh thì thực sự nếu có block nhánh là một dấu hiệu mà chúng ta rất khó chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp. Mà tiêu chuẩn để giúp chẩn đoán chính xác hơn thì các bạn cần lưu ý, nếu trường hợp bệnh nhân có nhiều máu có block nhánh trái thì chúng ta cần lưu ý rằng nếu cái ST chênh lên 1mm ở các chuyển đạo mà QR S dương thì cũng gợi ý là bệnh nhân có tổn thương cơ tim, hoặc là ST chênh xuống trên 1mm ở các chuyển đạo từ V1 đến V3, hoặc là ST chênh lên trên 5mm ở các chuyển đạo QRS mà âm. Đấy, các bạn lưu ý rằng nếu QRS âm mà chênh lên trên 5mm thì lại có gợi ý mặc dù bệnh nhân có block nhánh. Nhưng các bạn thêm một dấu hiệu nữa là tất cả trường hợp mới xuất hiện block nhánh trái hoặc block nhánh phải đều có giá trị chẩn đoán là nhồi máu cơ tim. Trước đây chúng ta từng quan niệm là chỉ mới xuất hiện block nhánh trái, nhưng mà gần đây các khuyến cáo của Hội Tim Mạch Châu Âu, Hội Tim Mạch Mỹ cũng đưa ra rằng là nếu xuất hiện block nhánh phải mới xuất hiện cũng có giá trị tương tự như là block nhánh trái. Còn nếu trường hợp bệnh nhân có tạo nhịp buồng thất thì thực sự là khi tạo nhịp buồng thất thì chúng ta đặt điện cực ở buồng thất phải, đúng không ạ? Thì chúng ta gây một bệnh cảnh giống như block nhánh trái, và lúc đó thì các tiêu chuẩn chúng ta quay ngược trở lại các tiêu chuẩn về chẩn đoán block nhánh trái. Và tôi phân tích thêm những trường hợp không điển hình nữa là trường hợp nhồi máu cơ tim thành sau đơn độc thì dấu hiệu điện tâm đồ như thế nào. Đó là ST chênh xuống trên 5mm, 0,5mm ở các chuyển đạo từ V1 đến V3 và chênh lên 0,5mm ở các chuyển đạo thành sau từ V7 đến V9. Và thiếu máu cơ tim thì không liên quan đến tổn thương nặng thân trung. Tổn thương nặng thân trung và tổn thương nhiều thân thì các bạn cần chú ý là ST chênh xuống nhiều ở các miền chuyển đạo. Và đặc biệt một dấu hiệu khá đặc hiệu đó là ST chênh lên AVR. Và khi chúng ta thấy dấu hiệu ST chênh lên AVR thì trong đầu các bạn phải nghĩ rằng phải chăng có tổn thương thân trung hoặc là tổn thương nhiều thân mạch vành. Còn trong trường hợp mà nhồi máu cơ tim không ST chênh lên thì dấu hiệu đặc hiệu như tôi đã phân tích đó là ST chênh xuống ở các miền chuyển đạo. Nhưng điều rất đáng tiếc rằng là từ khoảng từ 30 đến 50% số bệnh nhân chúng ta là không có dấu hiệu này. Khi bệnh nhân đã chẩn đoán nhồi máu cơ tim ST chênh lên thì điện tâm đồ có thể bình thường. Và chúng ta khai thác dựa vào cái triệu chứng đau ngực làm dấu hiệu rất quan trọng nó, và tôi muốn phân tích tiếp đó là men tim. Và men tim ở đây thì hiện nay các khuyến cáo của định nghĩa toàn cầu về thế giới thì người ta chỉ sử dụng troponin thôi, chứ người ta không dùng CK, dùng GOT, NDH nhưng trước đây. Và các bạn cần nắm rõ cái động học của men tim. Và troponin T thì càng ngày người ta càng khuyến cáo dùng, phải nên dùng cái xét nghiệm troponin T siêu nhạy để coi là chúng ta có thể chẩn đoán sớm phác đồ từ 3 giờ đến 1 giờ. Và cái phác đồ để chẩn đoán đây thì có hai phác đồ là phác đồ 3 giờ. Thứ nhất là nếu bệnh nhân có đau ngực điển hình mà troponin có tăng và tăng trên 99% bách phân vị thì lúc đó chúng ta cần nghi ngờ, nếu mà tăng nhiều thì chúng ta cần nghi ngờ rằng là thực sự là bệnh nhân có nhồi máu cơ tim hay không. Và nếu bệnh nhân không tăng thì đó chúng ta cần phân tích. Nếu cơn đau ngực kéo dài trên đã xuất hiện tiền sử trước đó 6 tiếng, chúng ta cần làm một cái bảng phân loại rằng là bệnh nhân nguy cơ như nào qua cái thang điểm CRASS. Nếu mà thang điểm CRASS là dưới 140 thì ta thường không nghĩ đến. Còn nếu mà đau dưới 6 tiếng thì chúng ta làm cái test 3 giờ. Và test 3 giờ đấy nếu có sự biến đổi. Có sự biến đổi ở đây là gì? Tăng ít nhất trên 20% so với cái ban đầu chúng ta làm. Thì lúc đó chúng ta cũng nghĩ rằng là bệnh nhân có khả năng nhồi máu cơ tim. Còn nếu không có sự thay đổi gì, chúng ta lại quay ngược trở lại là đánh giá về cái yếu tố nguy cơ. Nếu yếu tố nguy cơ cao, chúng ta tiếp tục theo dõi. Yếu tố thấp thì chúng ta có thể gần như loại trừ bệnh nhân có nhồi máu cơ tim. Và gần đây nhất thì người ta bắt đầu quay về cái phác đồ chẩn đoán sớm hơn. Đó là chẩn đoán phác đồ 1 giờ. Phác đồ 1 giờ này thì phụ thuộc vào cái test chúng ta sử dụng. Đó là troponin T hoặc troponin Y thì có các số chúng ta tham khảo đây. Nếu chúng ta có thể loại trừ ngay, nếu trường hợp mà xét nghiệm rất là thấp, ví dụ như tôi nói đây là troponin T chẳng hạn, thì nếu mà dưới 5 thì chúng ta có thể gần như loại trừ, hoặc là trong trường hợp dưới 12 hoặc là delta là dưới 3 thì chúng ta có thể cho bệnh nhân xuất viện sớm. Còn trong trường hợp nếu chúng ta làm xét nghiệm mà trên 52 hoặc theo dõi phác đồ sau 1 giờ mà delta trên 5 thì chúng ta cần đưa vào bệnh nhân nhập viện và xác định rằng bệnh nhân có nhồi máu cơ tim. Còn trong những trường hợp khác thì chúng ta cần phải theo dõi, là chúng ta quay ngược trở lại phác đồ 3 giờ để theo dõi tiếp. Để tóm lại, để chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp thì chúng ta tiếp cận như thế nào? Thứ nhất là chúng ta phải đánh giá cái triệu chứng đau ngực. Đau ngực là triệu chứng điển hình như tôi đã mô tả. Thứ hai, các bạn phải làm ngay điện tâm đồ trong vòng 10 phút khi tiếp cận bệnh nhân. Và tùy theo cái biến đổi điện tâm đồ chúng ta có sự chẩn đoán. Nhưng mà cách rất rõ rệt là nếu ST chênh lên thì các bạn chẩn đoán ngay là nhồi máu cơ tim ST chênh lên, và chúng ta bỏ qua ngay, không cần phải làm xét nghiệm men tim để xác định. Và
chúng ta chuyển ngay những cái cơ sở mà có thể tiến hành tái thông mạch hoặc chúng ta dùng tiêu sợi huyết. Còn nếu trường hợp mà không có ST chênh lên thì lúc đó chúng ta mới cần làm men tim để xác định. Và men tim thì chúng ta có thể xác định bằng cái phác đồ 1 giờ hoặc phác đồ 3 giờ như tôi đã trình bày. Nếu có dấu hiệu là có men tim tăng thì chúng ta chẩn đoán là gì? Nhưng mà tim không ST chênh lên. Còn men tim không tăng theo cả phác đồ 1 giờ, 3 giờ thì chúng ta cần phụ thuộc vào cái tình trạng đau ngực. Nếu đau ngực điển hình thì chúng ta chẩn đoán là đau thắt ngực không ổn định. Còn nếu mà trường hợp chúng ta đau ngực không điển hình lắm, men tim không tăng thì các bạn gần như loại trừ những trường hội chứng vành cấp. Và trong cái hội chứng vành cấp thì điều rất quan trọng đó là gì? Chúng ta phải đánh giá cái nguy cơ. Và đánh giá nguy cơ người ta hiện nay người ta dựa vào thang điểm CRASS. Và thang điểm CRASS này thì chúng ta dựa vào cái yếu tố gì? Thứ nhất là tuổi, clip, huyết áp tâm thu, ST thay đổi có ngừng tuần nào hay không, mức creatinine, men tim tăng và nhịp tim. Thì các thang điểm này chúng ta đánh giá là nguy cơ cao nếu thang điểm CRASS là trên 140. Và chúng ta hoàn toàn tính thang điểm CRASS hiện nay chúng ta đều có smartphone, cài cái app này chúng ta có thể tính được ngay trong vòng 1 phút. Và dựa vào đánh giá các yếu tố nguy cơ thì chúng ta sẽ phân tầng bệnh nhân. Và phân tầng bệnh nhân, thứ nhất là bệnh nhân nguy cơ rất cao. Thì những trường hợp nào nguy cơ rất cao, đó là trường hợp huyết động không ổn định, bệnh nhân có sốc tim, hay bệnh nhân có cơ đau ngực tiến diễn mặc dù chúng ta điều trị nội khoa tối ưu, hay bệnh nhân được ngừng tuần hoàn sau khi bị rối loạn nhịp, có những biến cố cơ học, bệnh nhân có suy tim cấp hoặc là có thay đổi đoạn STT, thì lúc đó chúng ta đánh giá bệnh nhân là bệnh nhân nguy cơ rất cao. Còn cái nguy cơ cao là bệnh nhân có biến đổi về men tim tăng hay giảm đều có giá trị và có thay đổi về đoạn ST và T, và cái thang điểm CRASS chúng tôi vừa nói là trên 140 thì lúc đó chúng ta xếp bệnh nhân vào cái nguy cơ cao. Còn cái nguy cơ trung bình là những bệnh nhân có những tiền sử, ví dụ như bệnh nhân có tiểu đường, có suy thận, chức năng thất trái giảm, hoặc là bệnh nhân mới gần đây có nhồi máu cơ tim, hoặc bệnh nhân mới can thiệp mạch vành, hoặc là mới làm phẫu thuật cổ nối trụ vành, hoặc cái thang điểm CRASS từ 109 đến 140. Còn nguy cơ thấp thì không có yếu tố ở trên. Tại sao chúng ta phải phân tầng nguy cơ như vậy để chúng ta quyết định cái chiến lược tái thông mạch vành? Đó là sao? Nếu bệnh nhân có nguy cơ rất cao thì ở các bạn tuyến cơ sở thì chúng ta nên chuyển ngay bệnh nhân đến những nơi mà có thể tiến hành can thiệp. Còn trường hợp bệnh nhân là nguy cơ cao thì chúng ta có thể trì hoãn một chút là chuyển trong vòng 24 giờ. Còn nếu bệnh nhân nguy cơ trung bình thì chúng ta cũng nên chuyển nhưng có thể trì hoãn hơn là từ 1 đến 2 ngày. Còn trường hợp là nguy cơ thấp thì chúng ta có thể giữ lại tại cơ sở đó điều trị và thậm chí chúng ta có thể điều trị một thời gian cho xuất viện. Về chiến lược điều trị bệnh nhân nhồi máu cơ tim không ST lên thì như thế nào? Hiện nay có 3 chiến lược chính, đó là chúng ta chống thiếu máu cơ tim. Thứ hai là dùng thuốc kháng đông. Và thuốc kháng đông thì chúng ta có thể dùng thuốc chống thực tiểu cầu, thuốc chống đông và tiêu sợi huyết. Các bạn cần lưu ý rằng nếu trường hợp nhồi máu cơ tim không ST lên thì tiêu sợi huyết là chống chỉ định. Khác hẳn với trường hợp nhồi máu cơ tim ST lên thì chúng ta có thể dùng tiêu sợi huyết. Còn trường hợp mà không ST lên thì không dùng tiêu sợi huyết, vì các nghiên cứu chứng minh rằng nếu dùng tiêu sợi huyết thì làm tăng cái biến cố tim mạch, thậm chí tăng tỷ lệ tử vong ở những đối tượng này. Đây là các phương thức cơ bản trong trường hợp điều trị nhồi máu cơ tim không ST chia lên. Đó, chống đau thắt ngực thì chúng ta có dùng chẹt beta giao cảm, dùng nitroglycerin ngậm dưới lưỡi hoặc truyền tĩnh mạch. Và điều rất quan trọng là chúng ta phải dùng statin liều tấn công. Các thuốc chống tiểu cầu thì các bạn cho aspirin kết hợp với một trong các thứ thuốc ức chế thụ thể B2I12, đó là clopidogrel, prasugrel hoặc ticagrelor. Còn các thuốc chống đông thì chúng ta có thể dùng heparin, enoxaparin hoặc là các thuốc ức chế yếu tố 10A, ức chế thực chất thrombin. Và dựa theo cái phân loại, theo mức độ nguy cơ, chúng ta sẽ quyết định trung bình vành là tối cấp cứu hay là trì hoãn. Còn đối với trường hợp mà nhồi máu cơ tim ST chênh lên thì như thế nào? Cái kết quả hoàn toàn khác. Nếu trên xe cấp cứu thì chúng ta phải chẩn đoán ngay trong vòng 10 phút và dựa theo là cái thời gian vận chuyển đến cái cơ sở có thể tiến hành can thiệp. Nếu mà thời gian vận chuyển dưới 120 phút thì chúng ta chuyển ngay đến các cơ sở y tế có thể tiến hành can thiệp cho bệnh nhân. Còn nếu thời gian vận chuyển trên 120 phút thì chúng ta chuyển đến những cái cơ sở mà có thể tiêu sợi huyết. Còn tiếp cận ở cơ sở y tế ban đầu thì chúng ta cũng dựa vào cái tình trạng là thời gian vận chuyển từ cái cơ sở y tế của chúng ta cũng như là di chuyển như thế nào và cơ sở y tế chúng ta có cái khả năng gì. Nếu các bạn trong tay các bạn có thuốc tiêu sợi huyết thì các bạn cho ngay thuốc tiêu sợi huyết. Còn nếu các bạn vận chuyển đến những cơ sở y tế, ví dụ bệnh viện tỉnh chẳng hạn, mà có thể tiến hành can thiệp mà thời gian vận chuyển dưới 120 phút thì các bạn nên vận chuyển đến cơ sở đó để chúng ta tái thông mạch thì đầu. Và cái chiến lược tái thông máu thì cũng phụ thuộc vào cái mức độ mà chúng ta vận chuyển. Nếu cơ sở y tế không có khả năng tiến hành can thiệp thì chúng ta chuyển đến các cơ sở có thể tiến hành can thiệp nếu thời gian vận chuyển ngắn dưới 120 phút. Còn nếu không, chúng ta có thể dùng tiêu sợi huyết. Và các bạn cần lưu ý rằng là sau khi chúng ta dùng tiêu sợi huyết thì có thể thành công hoặc không có thành công. Nếu trường hợp mà không thành công thì chúng ta phải chuyển ngay tức khắc đến các cơ sở y tế có thể tiến hành can thiệp
và không trì hoãn. Còn nếu tái thông mạch thành công thì chúng ta vẫn nên chuyển, nhưng có thể trì hoãn trong vòng 24 giờ. Tại trong vòng 24 giờ đó, sau khi chúng ta tiêu xuất huyết thì chúng ta bắt đầu chuyển. Còn nếu mà thất bại thì các bạn phải chuyển ngay, càng sớm càng tốt. Và vấn đề điều trị ban đầu nhồi máu cơ tim thì bệnh nhân vẫn nằm bất động và thở oxy. Nhưng cần lưu ý rằng là khuyến cáo gần đây chúng ta chỉ định thở oxy cho những bệnh nhân mà SpO2 dưới 90%. Còn không có chỉ định thở oxy thường quy cho tất cả những bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp. Và chúng ta cần giảm đau đầy đủ là dùng morphine sulfate, dùng nitroglycerin. Và cần lưu ý rằng là chống chỉ định dùng các thuốc giảm đau non-steroid. Và cho ngay bệnh nhân hai thứ thuốc chống tụ tiểu cầu, đó aspirin liều tấn công, đó là cho dùng tiêm tĩnh mạch hoặc là uống từ 300 đến 320 g, sau đó tiếp tục duy trì từ 75 đến 150 g, và cần kết hợp với một thuốc ức chế thụ thể B2-12. Đó là gì? Chúng ta dùng Cloren liều từ 300 đến 600. Tại sao có cái liều dao động như vậy? Nếu bệnh nhân can thiệp thì đầu thì chúng ta thống nhất là cho liều 600. Còn nếu bệnh nhân đã dùng tiêu sợi huyết thì chúng ta chỉ cho liều 300 thôi. Sau đó tiếp tục duy trì 75 mg. Còn nếu trong tay có các bạn có các thuốc ức chế thụ thể B2-12 mới thì người ta khuyến cáo được ưu tiên lựa chọn hơn so với cả Cloren. Đó là dùng Ticagrelor liều 180 mg, sau đó duy trì 90 mg 2 lần một ngày, và dùng Prasugrel liều 60 mg, sau đó duy trì 10 mg một ngày. Và hai thứ thuốc này được lựa chọn ưu tiên hơn so với Cloren. Và các thuốc chống đông thì trong tay các bạn có gì ta sử dụng cái đấy. Đó là heparin không phân đoạn thì tiêm tĩnh mạch liều từ 70 đến 100 đơn vị, sau đó duy trì từ 15 đến 18 đơn vị và chỉnh liều theo APTT. Và có thể dùng heparin trọng lực phân tử thấp với liều là 1 mg kg cân nặng tiêm lấy ra 2 lần một ngày. Và trước đó chúng ta bolus liều 0,5 mg kg cân nặng, sau đó chúng ta tiếp tục duy trì liều tiêm lấy ra. Còn nếu chúng ta có foreigner thì chúng ta có thể cho 2,5 mg tiêm lấy ra một lần một ngày, và liều đầu tiên chúng ta tiêm tĩnh mạch. Và các thuốc khác thì chúng ta có thể sử dụng, đó thuốc triệt beta giao cảm. Thuốc triệt beta giao cảm người ta khuyến cáo là cho càng sớm càng tốt. Nhưng chúng ta cần lưu ý gì các chống chỉ định của nó. Ví dụ những trường hợp bệnh nhân có block nhĩ thất từ độ 1 trở lên là không được sử dụng. Những bệnh nhân có nguy cơ sốc tim, ta nhịp tim nhanh, huyết áp tụt, hoặc bệnh nhân có suy tim sung huyết thì không được sử dụng triệt beta. Và bệnh nhân đang có cái tiến triển của bệnh hen tim ác tính thì không sử dụng. Còn nếu các không có chống chỉ định thì chúng ta cho triệt beta càng sớm càng tốt. Và cho ức chế vận chuyển trong 24 giờ đầu nếu bệnh nhân không có huyết áp thấp và không có các chống chỉ định khác. Và statin thì chúng ta phải cho statin cường độ mạnh. Đó là nếu cho dùng atorvastatin liều từ 40 đến 80 mg. Còn rosuvastatin phải liều từ 20 đến 40 mg. Và cần khống chế nhốt, khống chế tốt đường máu bằng insulin, đường tĩnh mạch. Và dùng các thuốc chống loạn nhịp. Nhưng chúng ta cần lưu ý rằng là thuốc chống loạn nhịp là khi bệnh nhân xuất hiện loạn nhịp chúng ta sử dụng, chứ không dùng các thuốc phòng ngừa. Còn nếu bệnh nhân trong tình trạng sốc tim thì chúng ta phải dùng các thuốc vận mạch. Và thuốc vận mạch ở đây thì người ta ưu tiên sử dụng các thuốc norepinephrine hơn là dobutamine và dopamine. Thế đến phần kết luận thì nhồi máu cơ tim là một cấp cứu trong tim mạch. Trong đó nhồi máu cơ tim không thể chi lên thì chúng ta cần phát hiện sớm, phải phân loại bệnh nhân, từ đó có chiến lược phù hợp. Còn nhồi máu cơ tim có thể chi lên thì phát hiện càng sớm càng tốt và có chiến lược tái thông mạch. Và vì đó thời gian là cơ tim. Và xin cảm ơn chủ nhiệm giáo của các thầy cô và các bạn.